Thưa quý vị, những năm qua, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng, đa dạng về số lượng và chủng loại, xuất hiện ngày càng nhiều loại khó xử lý. Trong khi công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp. Trước tình trạng đó, đã có nhiều giải pháp được đưa ra trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương trong tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hiện nay, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh toàn tỉnh trung bình khoảng 200.000 tấn trên năm. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 91%, trong đó chất thải khó phân hủy chiếm đến 70%, chủ yếu vẫn đang được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, còn 9% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa được thu gom và bị thải bỏ vào môi trường. Cùng với sự dịch chuyển và phát triển kinh tế và cái yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống, thì người dân đã sử dụng rất nhiều những chai lọ thủy tinh, rồi những thành phần từ rác thải nhựa, từ túi ni lông và những cái sản phẩm tiện ích trong cuộc sống nhanh. Và những cái nội dung đó thì chúng ta không quản lý, không xử lý, không thu gom và không được phân loại, không được tái chế thì tạo thành một cái áp lực rất lớn. Trong nhận thức người dân, trong cộng đồng người dân khu vực dịch vụ, thì cái phân loại rác không rõ dẫn đến là toàn bộ các lượng rác thải trong nhà đã chuyển ra đô thị trở thành một rác thải sinh hoạt thì nó không đúng, gây ra một cái hệ lụy trong cái tăng trưởng cái lượng rác rất lớn. Như vậy, quá trình đô thị hóa cùng với sự gia tăng về dân số, sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao thì lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều, áp lực lên môi trường sống ngày càng cao. Vì vậy, việc đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh là nhu cầu cấp bách, đảm bảo môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân. Thì chúng tôi nhận thức thấy rất là cần thiết có những cái hội thảo để từ đó giúp nhận thức rõ về cái tác hại từ cái việc rác thải rắn xả ra môi trường. Từ đó để có những cái đề xuất với các cơ quan chức năng có những cái giải pháp hữu hiệu trong cái việc mà khắc phục, trong cái việc thu gom và xử lý chất thải rắn khi ra môi trường. Tại hội thảo khoa học, những vấn đề đặt ra trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Sơn La và trung tâm các huyện vừa mới được tổ chức đã có nhiều giải pháp được đưa ra như nâng cao trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, công tác quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách, từng bước khắc phục những hạn chế trong thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay. Chúng tôi hiện nay là các cái khu xử lý và đã được đầu tư chủ yếu là chôn lấp rác theo quy chuẩn và tiêu chuẩn thì cần phải thiết phải xử lý tốt hơn, đó là bằng các công nghệ hiện đại hơn. Mục tiêu tỉnh Sơn La đặt ra đến năm 2030 sẽ có khoảng 50% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng công nghệ không chôn lấp trực tiếp, tức là phải được xử lý bằng công nghệ lò đốt rác hiện đại. Do đó, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Sơn La, tổ chức việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tỉnh cần sớm ban hành chính sách thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.